Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh cũng nguyện ra sức phấn đấu tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh, phát huy tinh thần yêu nước, vì Tổ quốc, vì đồng bào trong thời kỳ hội nhập để chung sức chung lòng xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đời sống nhân dân hạnh phúc, ấm no. Sau lễ dâng hoa dâng hương, các đại biểu đã đến thắp hương các phần mộ, nơi an nghỉ của gần 15.000 anh hùng liệt sĩ để tưởng nhớ và tri ân. Sáng ngày 27 tháng 7 tại Campuchia, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia phối hợp Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán các cơ quan bên cạnh, đại diện bà con Việt Kiều, doanh nghiệp và cán bộ, tướng lĩnh Bộ Quốc phòng Campuchia đã trang trọng đặt hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam và các chiến sĩ cách mạng Campuchia đã hy sinh anh dũng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng U Minh, Quốc vụ Khanh, Bộ Quốc phòng Campuchia chia sẻ, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có truyền thống giúp đỡ lẫn nhau. Hai bên đã hỗ trợ nhau trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, tái thiết đất nước, xây dựng hòa bình. Thế hệ trẻ luôn ghi nhớ truyền thống đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa Campuchia và Việt Nam. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn 10.800 liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, hứa sẽ phát huy sức trẻ, kế thừa truyền thống anh hùng, bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, tiếp tục ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước. Cũng trong tối ngày 26 tháng 7, tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại 85 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang và các đoàn viên thanh niên đã đặt vòng hoa dâng hương lên đài tưởng niệm và thắp nến tri ân từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ để tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.